Em Đại Nghĩa và bạn trai tin đồn ngầm khẳng định mối quan hệ khi công khai nhà chung. Sau biết việc từng dồn dào trước thông tin, Em Đại Nghĩa đã dọn về sống chung cùng với đàn em kém 17 tuổi. Đồng gái mới đây của cặp đôi cũng như ngầm khẳng định mối quan hệ này. Sau biết dồn dào trước thông tin Em Đại Nghĩa đã dọn về sống chung cùng với đàn em kém 17 tuổi Võ Tân Phát, tin đồn tình cảm giữa Đại Nghĩa và Tân Phát đã xuất hiện từ lâu. Qua trang cá nhân, cư dân mạng phát hiện mối quan hệ giữa họ dường như đã tiến thêm một bậc khác. Mới đây, Đại Nghĩa và Võ tần Phát thêm một lần nữa khiến cho người hâm mộ xôn xao khi chính thức công khai ngôi nhà chung vừa mới hoàn thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang cá nhân, Đại Nghĩa hạnh phúc viết Một ngôi nhà xinh xinh cho chính mình, cũng hơn hai tháng cho nơi đây, là công sức, là sự chất chiêu, này mới nền vóc nền hình, để giờ đây mọi thứ đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Tấn Phát cũng hào hứng khoe hình ảnh ngôi nhà này với chia sẻ. Gần 4 tháng thi công và hoàn thiện nội thất cơ bản, căn nhà đầu tiên với tất cả yêu thương do đích thân phát chọn từng viên gạch lót, màu sơn, sàn gỗ, đèn. Là người duy mỹ nên mọi thứ phát làm đều phải chất lượng và đẹp mắt. Theo những chia sẻ này có thể thấy đây chính là căn nhà xây để kinh doanh bất động sản của MC Đại Nghĩ và bà trai tin đồn Võ Tân Phát. MC Đại Nghĩa và Võ Tân Phát cùng khoe ngôi nhà chung nhằm kinh doanh bất động sản vừa mới hoàn thiện. Trước đó cũng đã có rất nhiều hình ảnh cho rằng Tân Phát và Đại Nghĩ đang ở chung một căn nhà khác. Chưa dừng lại tại đó, Tân Phát không ít lần đang ảnh chụp chung với đàn anh. Hai người cùng đi du lịch, mặc đồ đôi. Nam MC trên năm 1995 còn gọi Đại Nghĩa là Barbie. MC Đại Nghĩa cũng chia sẻ hai bức ảnh cả hai và Tân Phát chụp với một chiếc xe đạp. Cũng mày mò lắp ráp xong chiếc xe đạp để tôi đi siêu thị, anh viết. Tuy nhiên, vốn là người kiếm tiếng trong chuyện đời tư nên MC Đại Nghĩ tới nay vẫn một mực giữ im lặng về thực hư mối quan hệ trên mức đồng nghiệp này với đàn em Võ Tân Phát.